Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK. Rồi, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục các bạn nha. Leo tháp hệ ma với cái con Lavatron mới. Giống như hai video trước mình đã nói về con tướng này các bạn. Thật sự nó rất là mạnh. Không chỉ mạnh ở vai trò support mà đam nó còn rất là khủng khiếp nữa. Tuy nhiên, cái nhược điểm chí mạng của cái con tướng mới này đó là nó khá là dễ hèo. Ủa tại sao nó lại bị đá ra nhỉ? Lỗi này lạ quá các bạn. Mình đang đánh bình thường luôn á. Tại sao nó lại đá ra? Để xem thử ải này nó đã tự đá ra nữa không nha. Nếu mà có cục gộ thì nó cũng đè lên màn hình chứ đâu có đá ra kiểu đó ta. Thoran này trâu quá hả? Ok, ải này thì lâu gây được khá là nhiều đam. Chúng ta đến với một ải tiếp theo. Cái con tướng này nó có một cái chiêu là chiêu thứ ba của nó. Nó có thể ngăn CC bằng cách là dùng cây đàn nó đập người ta lại. Nhưng mà các bạn thấy ha, nó vừa dính CC cái là nó đi mất tiêu rồi. Còn cửa nào nữa để mà nó đập ngược lại nữa đâu các bạn. Khá là dễ chết. Nếu mà con này nó có một cái chiêu tự bảo vệ bản thân á, không phải là cái chiêu cái kiểu giống như là nó bảo vệ bằng cách là nó lấy đàn đập người ta, mà cái chiêu là kiểu như là khi mà ngưỡng máu rơi vào ngưỡng bao nhiêu phần trăm thì sẽ kích hoạt cái hiệu ứng miễn nhiễm sát thương hoặc là gì đó các bạn, kiểu như là sẽ kích hoạt miễn nhiễm sát thương trong vòng bao nhiêu giây rồi tạo ra hiệu ứng là dùng đàn đập đó các bạn, nó kèm thêm cái đó nữa thì ngon. Ở đây thì nó không có hiệu ứng miễn nhiễm sát thương ha, do đó thì nó bị dính CC cái là nó đi liền, không có cửa mà để dính CC là đi liền chứ không có cửa mà để chèo chống hay là để giãy giụa hết các bạn ha. Dính là đi, dính là đi. Rồi, mình gặp cái ải này. Cái con Aegis nó không khó được cái con Flora. Nó rải một cái là đi. Còn cái ông, mình phát hiện ra cái con tướng mới này nó có một điểm cũng khờ lắm các bạn. Nếu mà nó đứng im chỗ đó nó nộ thì đâu có sao đâu, không chịu nhảy lại trung tâm trận chiến nè. Đúng đúng cái chỗ con Flora nó đang rải luôn. Và nó dính lên đầu thì đi các bạn. Đúng kiểu luôn á. Nó đứng chỗ này nó nộ lên nó tạo cái sân khấu ngay chỗ nó đứng thì mọi việc nó quá ok rồi. Không chịu đâu. Nhảy lại trung tâm để cho dính trưởng chơi vậy đó. Rồi xong. Mình bị mắc kẹt ở tầng 252 rồi. Ải có con Flora, con Aegis nó không khó mổm con kia được. Để mình thử dùng cái con Bet cứu để nâng tốc lên xem thử khó được không. Không khó được luôn các bạn. Nâng tốc và miễn nhiễm sát thương. Không khó được con Flora phía bên kia chiến tuyến rồi. Ok. Để mình thử dùng cái con Lucilla này. Để boost thêm chỉ số tấn công phòng thủ cho team. Xem thử team mình có đủ lực để gồng thêm để clear không các bạn. Hy vọng là đủ, vẫn thiếu một xíu rồi. Rồi, mình đổi sang cái con này. Tưởng chừng như là leo được 60 tầng hệ ma thì mình gãy cánh ở cái ải này rồi các bạn. Ok, tưởng chừng như là chúng ta sẽ leo được 60 tầng hệ ma nhưng không rồi. Mình đã bị gãy cánh ở cái ải này. Rồi mình sẽ lấy cái con Aegis khóa con Elu lại để cho con Lu nó bộc phát sức mạnh cho nó clear nha. Chết cùng lúc. Rồi Lucilla búa thẳng mặt cái con Rippy. Cố lên Lu. Rồi, cố lên bạn Lu ơi, cố lên, ní đó. Xích một tí nữa thì win. À, mình xem cổ vật xíu các bạn. Lu đang mang vải liệm của Dura. Cổ vật bên kia mình chưa có các bạn. Có một món cổ vật qua, xài khá là ngon. Nhưng con này con support không xài được. Đó là cổ vật của con Jun. Cái món bộ sưu tập mới của con Junrat các bạn. Xài khá là ngon nhưng mà có vẻ như nó không hợp với con này. Xém một tí nữa thì win. Để mình try một xíu nha.
Có thể mình sẽ bỏ cái con kia ra luôn. Ôi, có lẽ rồi xuống đây em. Trời. Mình sẽ bỏ Canisa Blue luôn, cho cái con nào mà dễ chết để nhanh mà bộc phát sức mạnh của con lu lên các bạn. 200% công lực bộc phát cùng một lúc nào. Đi. Xuống đây em. Ok. Ai gặp Flora này lại phải vận dụng sức mạnh của con ai gặp Flora thì mình phải xài tới sức mạnh của Lu các bạn. Phải đánh nổi ha. Ok, tận dụng sức mạnh của Lu thì mình sẽ khóa cái con chuột hoặc là cái con Saphira lại. Chuột nó sẽ đặt bẫy ha, làm Lu mình vô dính bẫy. Mình khóa Saphira để cho nó khỏi nện mấy cái quả cầu khi choáng. Ok, khóa chuột cũng được các bạn, win rồi. 60 tầng cuối thì có vẻ hơi chua. Này các bạn nhìn sân khấu nè, sân khấu của con Lava Tour nó bút kìa, full full sân. Rồi nhắc lại về sức mạnh của con này ha, nó yếu lắm không có gì hết các bạn. Một là đam tự thân của con này siêu to với bộ kỹ năng của mình rất là nhiều đam. Thứ hai là cái con tướng mới của chúng ta sẽ boost 100% công lực của kỹ năng nộ, những đồng minh mà đứng trên cái sân khấu của nó bạn sẽ được hưởng 100% công nộ. Rồi thứ ba con này nó boost tốc, thứ tư boost mana, thứ năm nó sẽ boost thêm cái chỉ số tấn công nữa các bạn. Thứ sáu nó có CC ra, dành cho những con mà gây CC nó và đứng từ xa nó sẽ CC làm choáng, và cả những con lao vào nó cũng xách cái đàn nó đập làm choáng nữa các bạn. Và tiếp tục là nó được cái nữa là nó số debuff nữa các bạn. Đó, bao nhiêu đó nha. Bao nhiêu đó tác dụng rất là mạnh. Tuy nhiên, nhược điểm thì các bạn cũng thấy rồi đó, khá dễ chết. Nó có mà cái chiêu, nó có thêm cái chiêu tự bảo kê bản thân, ví dụ như ngưỡng máu rơi vào ngưỡng máu tử thì nó sẽ làm gì đó để bảo kê bản thân thì ngon các bạn. Như là rơi vào ngưỡng máu tử thì nó sẽ rơi vào trạng thái cuồng nộ, miễn nhiễm sát thương, miễn nhiễm gì đó trong vòng bao nhiêu giây. Rồi chơi đàn hoặc bát hơn chẳng hạn. Kiểu vậy thì ngon, nhưng như vậy thì lại bá quá bạn ha. Rồi. Sắp leo được thêm 10 tầng nữa các bạn. Nãy chúng ta kẹt tại lại cái ải của Flora nó khá lâu ha. Nhìn cái ải đó thì con tướng mới nó không có hy vọng thì chúng ta chuyển sang đánh lu. Và hơn là đánh lu nó không có làm mình thất vọng các bạn, vẫn cày được. Đây các bạn, lượng đam. Ở này thì lu cân. Rồi, còn 20 tầng nữa là full 80 tầng tháp hệ nha. Như vậy chốt với lại các bạn, nếu các bạn có cái team người địa ngục cơ sở khá là ổn rồi. Đặc biệt bạn có Lucretia nè. Bạn nào mà ngon nữa có thêm con Ogat với lại thêm cái con Ogat với lại con Lucilla các bạn. Có full những con đó thì việc xuất hiện thêm cái con Lava Tool này nữa thì chắc chắn với các bạn việc nó kéo thêm được vài chục tầng tháp hệ là có các bạn. Nếu mà đã có cơ sở tốt như vậy rồi thêm một con support khủng bố như cái con tướng mới này thì việc mà con tướng mới các bạn có thể kéo các bạn sống với tầng tháp hệ là có nha. Đặc biệt là đối với những bạn hiện tại đang thiếu tướng á, thiếu tướng mà không đủ tướng để ghép á, có thêm con này vào nữa thì ngon các bạn. Nhưng mà yêu cầu là phải có thêm con, phải có con Ogas. Ogas để làm carry hai team các bạn. Đối với bạn nào mà đã có phải leo hai team rồi á, Lucretia thì gánh một team, team còn lại thì con Ogas gánh các bạn. Rồi tùy tình huống mà các bạn sẽ ghép cái con Ogas sẽ đi chung với con Lavatun hay là cái con Lucretia. Với kỹ năng của con Ogas á, khi nó nổ thì nó sẽ đứng bên sân của bên mình nó nổ bạn, như vậy thì nó sẽ hưởng trọn boost của cái con tướng mới luôn. Bây giờ bay lên nó thả bom thì thôi nghỉ chơi luôn bạn nha, sẽ rất là mạnh. Rồi cái này thì chúng ta nhìn qua chúng ta thấy nó bị thiếu đam rồi bạn, mình sẽ khóa cái con Karen lại cho nó khỏi nhảy vào nó ủi. Tướng mới mình sẽ đứng bên này và chơi boost rất là nhiều mana này các bạn, boost rất là nhiều mana trên sân. Anh chơi đàn xịt lửa lên các kiểu nhìn hay quá ha. Sân khấu cuối trận nó mở full sân khấu luôn. Khi mà cái con tướng mới này nó nổ
sử dụng nộ mà khi trên sân vẫn còn nộ thì cái sân khấu nó sẽ mở rộng nha các bạn. Rồi, ở này thì mình sẽ quyết định khó bạn này lại. Nghỉ hút đi bạn ơi. Rồi né né xa xa ra, Taxi đã áp sát vào cái con tướng mới nhảy sang chỗ khác nộ. Sân bị rùa tấn công. Chơi vậy ai chơi lại. Rồi, mình sẽ đảo vị trí một xíu cho con Kanisa Pro. Nó xài cái chiêu của mình, nó quấn con rùa lại các bạn. Vẫn nhảy được kìa. Ok, chúng ta hẹo. Đam của con tướng mới nó đụng phải con Taxi, con Taxi nó nhảy qua nhảy lại lung tung luôn. Nhảy quá trời nhảy luôn các bạn. Đợi xem thử một khúc đi không? Không đi. Lưu vẫn quẩy được. Nhưng mà ái này bị kẹt lại con Skate rồi. À, Skate đi các bạn. Rồi, thử lại tiếp tục khó Taxi. Hai kỹ thủ truyền kiếp đối đầu với nhau ha. Chắc chắn là Taxi sẽ bị rơi vào cái vòng mây ngủ của Exit Awakening. Mình sẽ đổi con bé nha. Ải này thì vẫn qua được các bạn. Chúng ta đổi thử con cẩu. Cho con cẩu thả bong bóng làm CC thêm cái địch. Ok, chúng ta qua. À, có cẩu gánh đam các bạn. Rồi, chỉ còn mười mấy ải nữa thôi. Thì với tiến trình như thế này, mười mấy ải tiếp theo có vẻ sự nó đủ dễ của nó không giống như ban đầu nữa các bạn. Chúng ta sẽ không leo phà phà như ban đầu nữa, nó sẽ khó hơn. Mỗi ải thì chúng ta cần điều chỉnh team, chúng ta cần điều chỉnh chiến thuật, điều chỉnh bet. Tuy nhiên, thì theo mình nhận định mười mấy ải tiếp theo như này thì team mình vẫn có cơ sở để qua được các bạn. Chỉ cần điều chỉnh là team mình vẫn có cơ sở để vượt qua tiếp mười mấy ải này. Và như vậy thì cái con tướng mới này có thể khẳng định đối với cái con ạc của mình, trường hợp của mình nha, thì nó đã giúp được team mình leo được 60 tầng tháp hệ ma. Hy vọng thì cái con tướng mới này nó cũng sẽ giúp cho các bạn leo được 60 tầng tháp hệ ma. Bên cạnh những vé ngắm sao mà các bạn nhận được, các bạn còn nhận được rất là nhiều vé ngắm đền bằng cách là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ giống như mình ở đây đó các bạn. Chúng ta sẽ hoàn thành được một mớ vé ngắm đền ở đây khá là ngon ha. Rồi, theo truyền thống nha các bạn. À, thiếu kim cương, mình tính theo truyền thống mình vào mình xài nhưng mà bị thiếu kim cương rồi các bạn. Ok rồi, và mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau. Nếu các bạn thấy hay đừng quên like, subscribe và nhấn vào chuông thông báo để xem thêm các video mới nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin chào tạm biệt. Bye bye.